vẫn đủ được 20% vitamin C. Nền nước nói chung là dùng buổi sáng rất là thoải mái, cấp ẩm nhẹ nhàng vừa đủ, không còn không hương liệu. Quá hay. Hoặc trong trường hợp da của bạn vẫn muốn dùng vitamin C nhưng mà cái hàng rào, cái skin barrier của bạn nó bị yếu, bạn có thể sử dụng cái Everlane. Cái vitamin C đó thì nó sẽ vừa làm sáng da và vừa làm khỏe cái skin barrier cho các bạn. Hi, welcome back. Mình cao 1m88 và đây là YouTube channel của mình, 1m88 channel. Hi, chào các bạn nào chưa biết đến mình thì mình tên là Bu. Mình làm video về beauty và đời sống. Và nội dung của video ngày hôm nay, thông thường thì mọi người sẽ thấy mình làm mấy cái routine để dưỡng trắng nè, trị mụn nè, trị thâm nè, bla 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 vân vân vân. Nhưng ở cái routine ngày hôm nay có một vấn đề rất là đặc biệt. Mình nghĩ là ai cũng sẽ có nhu cầu dưỡng trắng hết đúng không? Nhưng mà sẽ có dưỡng trắng đít, dưỡng trắng đát. Hầu như các bạn dưỡng trắng sẽ là các bạn kiểu nhân viên văn phòng, hoạt động ở trong cái môi trường mà hạn chế ánh nắng nhiều hơn, thì những cái bạn đó da sẽ dễ trắng hơn. Nhưng cũng có rất nhiều bạn là fan của mình, kiểu các bạn học sinh sinh viên nè, các bạn đi nắng nhiều nè, các bạn công nhân hoạt động ngoài trời nè, các bạn vẫn mong muốn được dưỡng trắng. Nhưng thực tế là vấn đề dưỡng trắng của bạn nó khó gấp 5, gấp 6 lần những bạn hoạt động văn phòng. Tại vì sao? Khi mà bạn ra ngoài trời quá nhiều thì tia UV tấn công bạn rất là mạnh. Và hầu hết các hoạt chất dưỡng trắng hiện nay nó đều là những hoạt chất nó ăn nắng. Vì vậy nếu như các bạn dưỡng trắng với những cái hoạt chất này thì cái khả năng da của bạn đen hơn 100% là chắc chắn xảy ra. Mình không muốn tình trạng này xảy ra. Vì vậy cái video này mình sẽ thiên vị cho các bạn. Đây là một cái video, một cái routine dưỡng trắng cho các bạn hoạt động ngoài trời quá nhiều. Và mình hy vọng là sau cái video này các bạn sẽ rút ra được cho mình một routine. Một routine thôi, đừng có nhiều quá. Nhiều quá chịu không nổi đâu, đẹp quá ai chơi. Rồi, và những cái hoạt chất nào có thể sử dụng được vào ban ngày và ban đêm, mình hy vọng mình sẽ tổng hợp hết ở đây cho các bạn để các bạn có thêm nhiều kiến thức hơn. Ok, ok. Như mình đã nói rồi, nếu như các bạn có ý định đó là dưỡng trắng nhưng mà các bạn là một người thuộc tuyếp phải hoạt động ngoài trời nhiều, thì các bạn nên ưu tiên những cái hoạt chất mà nó có khả năng dưỡng trắng sáng da, mà nó thuộc vào cái cơ chế đó là nó ngăn cản melanin đi lên lớp thượng bì. Những cái hoạt chất đó hay không có rất là nhiều ở trên thị trường, ví dụ như niacinamide hoặc là CBY vân vân. Nói chung là những cái hoạt chất mình sẽ để ở đây. Tiếp theo, nó sẽ có một vài cái hoạt chất nó thuộc cái nhóm đó là nó chống oxy hóa nhưng mà nó cũng có khả năng làm sáng da, và khi kết hợp với kem chống nắng nó sẽ làm cho da của bạn bảo vệ tốt hơn trước tia UV. Ý mình đang nói đến vitamin C nghe thì hơi lạ, nhưng khi mà dùng vitamin C, da của các bạn có khả năng bị sạm lại chỉ bởi một nguyên nhân, đó là bạn dùng không đủ kem chống nắng. Nếu như mà bạn dùng đủ kem chống nắng thì da bạn vẫn sạm lại, nhưng mà về cuối ngày bạn rửa mặt đi, da bạn sẽ sáng hơn. Đây là vấn đề tất nhiên và tất yếu. Nói chung là dùng vitamin C vẫn được, vẫn ổn, không sao hết. Dùng kem chống nắng đầy đủ cho mình là ok. Tiếp theo đó có một vài cái chiết xuất khác nó rất là hay, nó có khả năng dưỡng trắng da cho các bạn. Ví dụ như là azelaic acid nè, tranexamic acid, hoặc là chiết xuất của rễ cây cam thảo, resveratrol. Đây là những cái hoạt chất mà mình thấy nó sẽ rất là ưu tú ở trên thị trường. Nó làm trắng sáng da cho các bạn nhưng mà nó lại không ăn nắng. Các bạn nên tham khảo những cái hoạt chất này. Tiếp theo đó, một vài cái hoạt chất mà các bạn nên hạn chế sử dụng khi mà các bạn phải ra ngoài nắng nhiều, đó là gì? Đầu tiên, glycolic acid. Glycolic acid là một trong những cái thành phần mà được người ta khuyên là dùng ban đêm. Tại vì bạn hiểu, glycolic acid làm da của bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng, nhạy cảm hơn với tia UV, và da của bạn có khả năng bị cháy nắng hơn bình thường. Da cháy nắng là chắc chắn đen, khỏi cãi. Tiếp theo đó là retinoids và hyaluronan. Đây là nhóm những cái hoạt chất mà các bạn nên hạn chế thôi nha. Tiếp theo đó, rồi recommend của mình, kem chống nắng thoa một ngày 2-3 lần, 2-3 tiếng, 4 tiếng thoa lại một lần. Như vậy là ổn, ok. Về cơ bản thì thông tin nó chỉ có nhiêu đó thôi. Và bây giờ mình sẽ vô xây cái routine mẫu cho các bạn luôn. Như mình đã liệt kê những cái hoạt chất hồi nãy, chúng ta sẽ có vitamin C, chúng ta có azelaic acid, chúng ta có tranexamic acid, chúng ta có chiết xuất của rễ cây cam thảo, chúng ta có niacinamide và resveratrol. Và bên cạnh đó chúng ta còn có CBY nữa. Làm sao để kết hợp tất cả các hoạt chất này vô trong một routine, mình sẽ recommend cho các bạn. Đầu tiên, về buổi sáng, chúng ta sẽ ưu tiên hai hoạt chất, đó là một vitamin C, tiếp theo là CBY và thứ ba là resveratrol. Tại vì về cơ bản, ba cái hoạt chất này có sẵn trong những cái sản phẩm ở ngoài kia để dùng buổi sáng. Ví dụ vitamin C, nếu như bạn là một người có túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể dùng vitamin C Palachoy C15% Booster của nhà Palachoy, một sản phẩm rất là đa năng và rất là đa công dụng luôn. Giá thì hơi cao một tí nhưng mà hiệu quả là khỏi bàn. Còn trong trường hợp nếu như bạn là một người có túi tiền eo hẹp hơn, học sinh sinh viên hơn, bạn vẫn muốn dùng vitamin C, thì với một loại vitamin C giá rẻ, mình recommend bạn sử dụng vitamin C của nhà Compliment. 195.000 vẫn đủ được 20% vitamin C. Nền nước nói chung là dùng buổi sáng rất là thoải mái, cấp ẩm nhẹ nhàng vừa đủ, không còn không hương liệu. Quá hay. Hoặc
trong trường hợp da của bạn vẫn muốn dùng vitamin C nhưng mà cái hàng rào, cái skin barrier của bạn nó bị yếu, bạn có thể sử dụng cái Evelyn. Cái vitamin C đó thì nó sẽ vừa làm sáng da và vừa làm khỏe cái skin barrier cho các bạn. Đây là những cái recommend của mình cho các bạn, thì bạn có thể tham khảo theo. Tiếp theo đó, chúng ta có một cái hoạt chất khá là hay, đó là CBY. Và cái hoạt chất CBY này, thường thì cái CBY nó sẽ đi chung với một vài cái cụm, ví dụ như DMY, bla 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 vân vân, thì những cái hoạt chất này đều có khả năng là ngăn cản melanin đi lên lớp thượng bì, ức chế cái melanin. Từ đây thì da của bạn sẽ trắng sáng hơn. Một trong các sản phẩm mà mình recommend bạn sử dụng đó là cái booster của nhà Tena. Hình mình sẽ để ở đây. Nó có hai loại booster, Dark Spot Booster và 3D Laser Booster. Hai loại này cái khả năng làm trắng sáng da của nó là gần gần như là tương đồng nhau. Nhưng mà để dùng vào buổi sáng thì mình nghĩ là bạn nên dùng cái 3D Laser. Đặc biệt ở trong hai loại booster này, nó còn có thêm một cái đặc tính nữa, đó là nó ngăn cản sự tác động của tia UV đối với da của chúng ta. Mình không chém gió về cái khả năng này của nó, nó in hẳn lên trên bao bì luôn cơ. Các bạn có thể lật cái chai booster đó mà coi. Vì vậy, recommend của mình đó là gì? Đó là bạn sử dụng vitamin C, sau đó bạn dùng cái booster này. Kết cấu của nó vẫn lỏng nhưng mà có thể dùng nó như một loại kem dưỡng. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng tới kem chống nắng. Và kem chống nắng có Resveratrol thì hiện nay ở trên thị trường có Powder Choice. Cái dòng mà Resist Super Light Crinkle Defense SPF 30 á thì dòng đó sẽ có Resveratrol. Mặc dù nó là SPF 30 thôi nhưng mà cái khả năng bảo vệ của nó cũng tương đối tốt. Và đặc biệt nó có Resveratrol thì nó có khả năng làm sáng da. Còn trong trường hợp nếu mà bạn bỏ qua cái hoạt chất này á thì nó sẽ hơi chậm tí. Nhưng mà hay một cái là bạn có thể sử dụng mấy cái loại kem chống nắng SPF 50 khác ở trên thị trường. Nói chung là vẫn ổn, không có vấn đề gì hết. Ở cái Castle Active nè, hoặc là mấy Hamilton, hoặc là kiểu SVR chẳng hạn đó. Những cái loại mà mình thích bạn có thể tham khảo theo nha. Ok, còn về routine buổi tối, chúng ta sẽ còn Azelaic Acid, Tranexamic Acid, chiết xuất rễ cây cam thảo và Niacinamide. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở cái chiết xuất cây cam thảo. Nếu như mà bạn dùng một loại serum và chỉ chứa độc chiết xuất cam thảo thôi, rất chán. Tại vì sao? Tại vì hiện nay trên thị trường rất nhiều các loại serum ngoài kia nó tích hợp chiết xuất cam thảo vô niacinamide. Điển hình là gì? Điển hình chúng ta có niacinamide của Palachoice, kể cả dòng 10% hoặc là dòng 20%, nó đều chứa chiết xuất cam thảo hết để booster cái khả năng làm trắng sáng da lên cho các bạn và booster luôn cái đặc tính kháng viêm nữa. Vì vậy mấy cái chai niacinamide này á thì kể các bạn là một người da nhạy cảm, da dầu mụn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được, không sao hết. Vì vậy mình rất recommend các bạn sử dụng những cái em niacinamide này. Rồi, tiếp theo để kết hợp với thành phần thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng serum chứa niacinamide và chiết xuất của rễ cây cam thảo. Recommend của mình đó là 10% của Palachoice và 20% của Palachoice. Trong trường hợp bạn muốn làm trắng sáng da nhanh hơn, bạn có thể sử dụng cái Evelyn niacinamide 10% có 5% glyco, giá rẻ. Đơn giản mình recommend nó tại vì nó giá rẻ. Còn nếu như bạn đang sử dụng những cái loại niacinamide nào khác thì bạn có thể recommend vô, hoặc một trong những cái solution khác vẫn là giá rẻ nha, thì có thể sử dụng cái Balance 15% niacinamide, nhưng mà em đó thì sẽ thiên hướng hồi phục nhiều hơn là dưỡng trắng. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ sử dụng Azelaic Acid. Nếu như trong trường hợp bạn vẫn hơi rén về cái khả năng của nó, bạn có thể sử dụng một tuần, 2 đến 3 đêm toàn mặt là ok. Nó vừa hạn chế mụn cho các bạn, vừa trị mụn cho các bạn mà vừa làm trắng sáng da cho các bạn nữa. Người ta có nghiên cứu là Azelaic Acid 20% mà nó làm trắng sáng da rồi ngang ngửa hydroquinone 4% luôn á mọi người. Nếu như mọi người vẫn nghi ngờ về những cái mà mình chia sẻ, mình sẽ để nghiên cứu ở đây và ở phần mô tả để mọi người có thể đọc thêm. Sản phẩm mình recommend là gì? AZ Clear, tại vì nó hạn chế được tình trạng ngứa. Mình rất là thích. Khi mà mọi người thoa xong thì mọi người nên để đó tầm 10 đến 15 phút để cho nó hiệu quả, kiểu hiệu quả lột ở trên bề mặt nó tốt nhất. Và tiếp theo đó chúng ta mới apply lớp kem dưỡng cuối cùng lên để cho nó đỡ bị vón nhất. Và ở lớp kem dưỡng mình còn một cái hoạt chất là Tranexamic Acid đó mọi người. Và rất là may luôn, ở trên thị trường có một loại kem chứa chiết xuất vừa cam thảo luôn, vừa glutathione luôn, mà vừa chiết xuất của mấy cái hoạt chất trắng sáng da cho mọi người nữa. Đó là Fix Derma. Hai loại kem dưỡng trắng sáng da của Fix Derma đó là Scafix Plus và một loại khác, cái tên nó khó đọc quá, mình sẽ để cái hình ở đây cho mọi người. Hai loại này mọi người chơi với em nào cũng được hết. Nếu như mọi người muốn chơi với Arbutin, chọn em này. Còn nếu như mọi người muốn chơi với rễ cây cam thảo glutathione đồ thì mọi người có thể chơi em này nha. Ok, vậy cái routine mẫu basic mà mình xây cho mọi người nó sẽ như thế này. Ok, và nếu như mọi người cứ tiếp tục sử dụng routine này, cái thứ mà mọi người sẽ mất đó là mất tiền. Tại vì Palachoice đồ một vài thứ đó thì nó cũng hơi đắt một tí, nhưng mà nếu mọi người lết theo được thì sẽ trắng sáng da nhanh hơn, an toàn hơn. Còn nếu như mọi người trong trường hợp túi tiền không rủng rỉnh lắm thì mọi người có thể xài theo một cái phiên bản kiểu học sinh sinh viên hơn, nó như thế này. Ok,
Và đó là cái routine mẫu và kiến thức mà mình đã chia sẻ cho mọi người. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ bổ ích cho mọi người, cũng như giúp mọi người có thể xây được một cái routine tốt hơn nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.